Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, tính đến 11 giờ trưa nay, quận đã tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại phường Khương Đình với tổng số tiền hơn 54,4 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc quận tiếp nhận hơn 6,4 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc phường tiếp nhận hơn 48 tỷ đồng cùng nhiều vật dụng, lương thực thực phẩm. Đến nay, quận đã hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, sáng nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Diễn đàn năm nay với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 19 tháng 9 tới. Ngoài phiên thảo luận toàn thể, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có hai phiên thảo luận chuyên đề về tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận làm rõ toàn diện tình hình thế giới và trong nước, đánh giá giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, qua đó tìm kiếm các giải pháp chính sách để tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. Các ý kiến tham luận tại diễn đàn sẽ là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2023 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức. Dự kiến khoảng 400 đến 450 đại biểu tham dự trực tiếp diễn đàn. Phiên giao dịch việc làm bán thời gian năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023 với sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh. Phiên giao dịch được tổ chức tại sân tòa nhà Polico, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, đây sẽ là cơ hội cho sinh viên trong và ngoài trường được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp đơn vị, các cơ sở đào tạo dạy nghề và đặc biệt, sinh viên sẽ được giới thiệu, tư vấn và định hướng về đào tạo dạy nghề, tư vấn việc làm, tư vấn các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp và tư vấn về chính sách pháp luật. Sau 2 ngày diễn ra vòng thi khu vực miền Bắc, hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 do Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương tổ chức tại Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. 6 đội thi đến từ Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng được lựa chọn để bước vào vòng chung kết toàn quốc. Tham gia vòng khu vực miền Bắc lần này có 26 đội đại diện cho 26 tỉnh, thành phố. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi, giới thiệu, lý thuyết, hòa giải khéo và tiểu phẩm. Đội thi đến từ thủ đô Hà Nội gây được ấn tượng với màn thi giới thiệu độc đáo, đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Ở phần thi tiểu phẩm, các thành viên của đội Hà Nội mang tới một tình huống rất phổ biến nhưng đòi hỏi sự tinh tế trong hòa giải, đó là tranh chấp về tài sản, đất đai, không có di chúc thừa kế. Kết quả chung cuộc, đội thi đến từ Hà Nội cùng giành giải nhì với đội Vĩnh Phúc và là một trong 6 đội thi được lựa chọn tham gia vòng thi toàn quốc của cuộc thi hòa giải viên giỏi lần thứ 4 năm 2023. Dự kiến vòng thi toàn quốc sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội. Đây sẽ là hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Thành phố Hà Nội có 2.395 hợp tác xã, dẫn đầu cả nước về số lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó có hơn 1.400 hợp tác xã nông nghiệp, 895 hợp tác xã phi nông nghiệp, 98 quỹ tín dụng nhân dân. Nhiều hợp tác xã đã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động. Không ít hợp tác xã đã tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để có nguồn nhân lực chất lượng, Hà Nội quan tâm và dành nguồn lực xứng đáng cho đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ hợp tác xã, đặc biệt xây dựng các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu, đồng thời nâng cao kiến thức về quản lý hợp tác xã, kinh doanh, marketing, quản lý tài chính. Ngoài ra, Hà Nội thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để các cán bộ hợp tác xã có thể cập nhật kiến thức mới nhất về kinh doanh, quản lý, pháp luật, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ký kết hợp đồng, chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều hỗ trợ cụ thể. Đề án này sẽ từng bước giúp các đơn vị khắc phục được điểm yếu để phát triển bền vững hơn. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NABAS, số lượng giá trị giao dịch không dùng tiền mặt tại nước ta đã tăng mạnh.
Tính riêng trong 7 tháng đầu năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng 60%, riêng thanh toán qua QR code hơn 120%. Còn trong giai đoạn 2021-2022, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 86% giá trị giao dịch tăng hơn 30%. Phát triển mạnh trong giai đoạn dịch COVID-19 do yêu cầu giữ khoảng cách, đến nay thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua QR code, qua thẻ đã trở nên phổ biến hơn. Hình thức thanh toán mua trước trả sau, thanh toán qua thẻ tín dụng cũng trở nên phổ biến. Ngoài sự tiện lợi, Internet và điện thoại thông minh phát triển cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy hình thức sử dụng thanh toán bằng điện thoại ở Việt Nam. Theo đánh giá của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất lúa năm nay đạt nhiều thắng lợi nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài thành công về diện tích, sản lượng thì năm nay còn ghi nhận giá lúa ở mức cao và sản lượng xuất khẩu tăng. Đây được xem là cơ hội để ngành hàng có thêm động lực phát triển bền vững. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thu đông vụ lúa thứ 3 được đẩy lên 700.000 ha để nắm bắt cơ hội về giá bán khi thị trường thế giới có nhiều biến động. Hơn 230.000 tấn lúa tăng thêm nhờ tăng diện tích đã giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long đạt mức lợi nhuận rất cao. Ở một số nơi sau khi trừ chi phí, bà con lãi khoảng từ 30 đến 35 triệu đồng một hecta. Theo tính toán, tham gia cánh đồng lớn gắn với liên kết sẽ giúp nông dân giảm chi phí từ 10 đến 15% và tăng thêm lợi nhuận từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng một hecta. Đây cũng là tiền đề quan trọng của vụ đông xuân năm 2023-2024 tới trước những dự báo thuận lợi lẫn khó khăn khá nhiều. Với gần 6.000 loài cây dược liệu, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có trên bản đồ dược liệu thế giới. Sở hữu nhiều loại cây thuốc đặc hữu có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, ước tính xuất khẩu dược liệu của nước ta mới chỉ khoảng 400 triệu đô la Mỹ một năm, một con số khá khiêm tốn. Làm thế nào để ngành dược liệu phát triển xứng tầm là bài toán đang được đặt ra. Theo các chuyên gia, việc kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp vẫn còn lỏng lẻo chính là hạn chế khiến các cây dược liệu của Việt Nam chưa phát huy được hết giá trị. Những năm gần đây, tỷ lệ người dân tiếp cận với các thực phẩm bảo vệ sức khỏe tăng lên rõ rệt là nhờ các doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn giá trị kinh tế mà các cây dược liệu mang lại, từ đó chủ động kết nối với các nhà khoa học. Thế khi mà chúng tôi làm ra cái sản phẩm mà thực tiễn là đã chấp nhận rồi, thì các cái doanh nghiệp là họ tự tìm đến chúng tôi thôi. Họ tìm đến chúng tôi và họ thấy rằng là cái sản phẩm này có thể nhờ cái kết nối giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp thì sản phẩm nó phát triển lên được, và khi mà nó phát triển lên được, người dân nhiều người biết, nhiều người dùng thì nó sẽ có ích lợi hơn rất nhiều đối với xã hội. Tại lễ trao giải các sản phẩm từ cây dược liệu vừa được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam tổ chức, sản phẩm chiết xuất từ cây trùng ngây đã được nhận giải vàng. Đây là loại cây có giá trị đặc biệt cả về dinh dưỡng và dược tính. Câu chuyện cây trùng ngây tốt cho trẻ nhỏ đã được nhiều người biết đến. Sau khi được chế biến sâu, sử dụng công nghệ lên men sinh học để lấy toàn bộ dưỡng chất, các sản phẩm dạng bột dinh dưỡng, viên uống, trà, cà phê từ cây trùng ngây không chỉ được thị trường trong nước đón nhận mà còn được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và thị trường Hà Lan. Với 9 năm mà bước sang năm thứ 10, chúng tôi lấy một tiêu chí cốt lõi là phấn đấu biến thực phẩm từ những cây thảo dược và cây trùng ngây trong con đường khoa học công nghệ, đó là công nghệ BO, để biến nó thành những dòng chất phục vụ cho vấn đề thay đổi, làm sạch, làm khỏe, làm mới tế bào, tích hợp toàn bộ phân giải bằng phương pháp lên men sinh học để lấy tất cả các chất cơ bản của cây thảo dược Việt Nam. Một trong những nguyên nhân khiến dược liệu của Việt Nam bị lép vế trước đối thủ thế giới đó là các sản phẩm dược liệu xuất khẩu phần lớn vẫn ở dạng nguyên liệu thô. Chế biến sâu, sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm dễ dùng là hướng đi có thể giải quyết bài toán này, nâng cao giá trị kinh tế của các cây dược liệu. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết hơn 800.000 người Libya đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do cơn bão Daniel gây ra ở Địa Trung Hải và tấn công miền đông của Libya vào tuần trước. Con số này tương đương với khoảng 11,4% dân số Libya. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện nay đã tìm thấy và xác nhận danh tính hài cốt của 3.958 nạn nhân. Mặc dù các nỗ lực cứu hộ
tại các khu vực bị thiên tai ở miền đông Libya gặp trở ngại và có rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót. Nhưng các đội cứu hộ ở trong và ngoài nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya thông báo các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bước vào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trong một năm. Lực lượng quân sự Libya hôm thứ Bảy vừa qua cho biết trong 3 ngày qua, các nhân viên cứu hộ đã vớt được 450 thi thể từ các bãi biển gần Derna. Ngoài ra, quân đội Libya cũng còn điều động một lượng lớn nhân sự để sơ tán người dân địa phương bị thiên tai, di rời đến nơi trú ẩn và cung cấp nhu yếu phẩm cho họ. Quan chức y tế Libya cho biết, hiện nay chưa báo cáo bất kỳ một đợt bùng phát lây lan dịch bệnh nào như bệnh truyền nhiễm, nhưng cảnh báo nước lũ tràn xuống mặt đất và hài cốt chưa được xử lý có thể gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường nước và các bệnh nhiễm trùng liên quan đến nước. Tổ chức Di cư Quốc tế tại Libya cho biết, thảm họa đã khiến 38.640 người ở miền đông Libya phải di rời, trong đó riêng thành phố Derna có 30.000 người. Libya cũng đã bắt đầu nhận được một số hàng cứu trợ quốc tế. WHO cho biết một lô hàng gần 29 tấn vật tư y tế và khẩn cấp đã đến thành phố Benghazi của Libya. Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra lời kêu gọi với hy vọng quyên góp được hơn 71 triệu đô la Mỹ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Libya. Trả lời phỏng vấn báo chí về báo cáo của Nghị viện châu Âu về Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara có thể rời khỏi Liên minh châu EU nếu thấy cần thiết. Báo cáo được thông qua vào đầu tuần này cho biết quá trình gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ vào khối 27 quốc gia thành viên không thể tiếp tục trong hoàn cảnh hiện nay và kêu gọi EU xây dựng một khuôn khổ song song và thực tế cho mối quan hệ của họ với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ là ứng cử viên chính thức của EU suốt 24 năm qua, nhưng các cuộc đàm phán gia nhập đã bị đình trệ trong những năm gần đây do lo ngại của khối này về vấn đề pháp quyền. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này cho rằng báo cáo của Nghị viện châu Âu chứa đựng những cáo buộc và thành kiến không có căn cứ. Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết hai tàu chở hàng đã đến các cảng của nước này. Đây cũng là những chiếc tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời để đi vào các cảng biển đen và vận chuyển ngũ cốc ra thị trường châu Phi và châu Á. Tháng trước, Ukraine cũng đã công bố một hành lang nhân đạo ở Biển Đen để giải phóng các tàu bị mắc kẹt tại các cảng của nước này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022 và phá vỡ lệnh phong tỏa trên thực tế sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết hai tàu chở hàng đang trên đường từ Biển Đen tới các cảng của Ukraine để vận chuyển 20.000 tấn lúa mì cho châu Phi và châu Á. Dữ liệu vận chuyển cho thấy cả hai tàu đều đang đi trên các tuyến đường ở phía bắc Biển Đen. Ba quốc gia khu vực Sahel Tây Phi, bao gồm Mali, Niger và Burkina Faso, đã ký một hiệp ước an ninh với cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi loạn hoặc tấn công từ bên ngoài. Ba nước này đang nỗ lực ngăn chặn quân nổi dậy Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng. Hiện nay, mối quan hệ của ba nước với các nước láng giềng và đối tác quốc tế đã trở nên căng thẳng vì các cuộc đảo chính quân sự. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đe dọa sử dụng vũ lực để khôi phục chính phủ hợp hiến của Niger, trong khi đó Mali và Burkina Faso cam kết sẽ hỗ trợ Niger nếu nước này bị tấn công.